Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mọi người và các bạn cách bấm máng che mưa cho phương pháp khoan lấy mũ bằng khí. Thì các bạn theo dõi. Đây, bây giờ mình sẽ bấm cái máng hứng mũ trước. Đầu tiên mình bấm máng hứng mũ trước. Ở bên đây mình bấm 2 kim. Bắt đầu mình hơi kéo nhẹ qua cho nó căng, nó miết vào thân cây á. Rồi bên đây mình bấm 2 kim bên đây. Mình xếp mép này lên. Bấm đây. Xếp mép này bên đây lên và mình bấm này. Đó là thành một cái máng hứng mũ. Đó, mình bấm cái này là cái bước đầu tiên là mình bấm cái máng hứng mũ. Thì sang từ mình đo khoảng cách á, từ cái chén mình lên tới cái kiền ở trên đây, khi cái máng hứng, cái máng che của mình ở trên đây, mình có sử dụng một cái kiền để đỡ cái máng, hoặc là sử dụng một cái tó để chống cái máng lên. Thì đây hiện tại mình sử dụng cái kiền đỡ thì nó hiệu quả hơn và nó cũng tiện hơn là cái tó. Cái tó thì mình giảm được cái thời gian mà mình đỡ phải đi cột kiền, nhưng mà cái tó thì sử dụng lâu ngày nó cũng hay bị tuột cái tó xuống, thì bắt buộc mình phải yêu cầu mình phải găm vô cái thân cây, hơi lúng vô thân cây thì để nó giữ được lâu hơn. Còn cái kiền này thì mình cột lên thì nó đảm bảo nó không có bị tuột cái máng. Thì từ cái chén mình lên tới cái kiền này khoảng 4 tấc. Khoảng 4 tấc lên tới cái kiền đó, mình cột cái kiền để đỡ cái máng. Còn đây là cái máng che mưa, che tô nè. Thì khi mình bấm thì mình vắt lên trên cái này và mình kéo căng. Mình kéo căng lại sau thì nó có một cái đường, có một cái độ dốc ở đây. Có một cái độ dốc ở đây để cho mưa nó tuột đi nè, mình kéo lại đây. Mà mình sử dụng cái kim bấm là mình sử dụng cái kim bấm gỗ á, mình ra ngoài cái tiệm điện nước mình mua ở ngoài đó nó có. Cái loại kim bấm gỗ mình mua kim bấm gỗ là 16-8 á, cái kim bấm 16-8. Đó, mình mua cái loại này là mình bấm vô hai cái đây mình định vị. Thế là xong, mà đây mình bấm bồi thêm khoảng từ 5 tới 7 cái nữa là ok đó. Rồi máng mình đã bấm xong cái máng che, rất hiệu quả và rất lớn, và không mưa không thể nào sụp nổi đó, dở lên cũng không được. Rồi khi mình đã bấm vô xong thì mình ở trên đây thì mình chống cho nó dột tuyệt đối á, thì mình đi một đường keo nhuyễn ở trên đây. Giờ mình sẽ đi keo ở trên ha. Đây mình đi keo, mình bắt từ bên đây qua. Đó, mình đi keo, mình kéo ở trên đây. Đó, rồi vậy là hoàn thiện một cái máng keo. Rồi ok. Đó, vậy là đã hoàn thiện một cái máng che mưa cho phương pháp khoan lấy mũ. Đó thì cái combo của cái máng này á, bao gồm cái máng che và máng hứng và cái kiền đỡ ở đây. Thì bây giờ mình sử dụng cái tó với cái kiền thì hai cái nó cũng tương đương với nhau là khoảng 400 đồng một cái. Bây giờ cái máng này của mình là bao gồm máng che, máng hứng là 3.800, còn cái mình thêm cái kiền nữa thì 400 đồng nữa là 4.200, là bao gồm cả phí vận chuyển. Đó là cái này là bộ máng che mưa cho phương pháp khoan lấy mũ. Rồi sau khi mình bấm máng che mưa xong á, thì đây là phương pháp mình đóng bộ áp khí vô và sử dụng cho phương pháp khoan. Thì cái máng hứng thì mình đã bấm xong định vị lên đây rồi, thì cái nắp chóp thì mình đóng á, thì mình đóng hai bên của cái máng hứng và mình khoan ở khoảng giữa máng hứng đây. Thì ví dụ như tháng đầu tiên thì mình đóng cái nắp chóp mình ở bên đây. Đó. Thì mình đóng đây và mình khoan ở trong khu vực máng này. Đây là một tháng xong, qua tháng thứ hai mình dời nắp chóp qua bên đây, thì mình lại gỡ nắp chóp và mình dời qua bên đây, mình dời lên đây. Đó. Mình dời nắp chóp tháng thứ hai thì mình dời nắp chóp lên đây và mình khoan tiếp theo ở trên đây. Đó. Và trong vòng khoảng 4 hoặc 5 tháng mùa mưa mình khai thác ở trong khu vực này, và mình cứ dời nắp chóp bên đây và bên đây, dời hai bên của cái máng hứng và mình khoan ở ngay giữa đây.
Thì khi mà hết mưa á thì các mọi người có thể là tháo nắp chót này và mình dời qua bên hông này, thì cái chén của mình á, cái chén với cái kiềm của mình lúc đó thì mình có thể xoay qua bên hông này, đó, xoay qua bên hông này và mình đóng nắp chót ở bên đây. Khi mà hết mưa á, mình có thể mình đưa ra ngoài trống này mình làm, mình có thể đưa ra ngoài trống này mình làm. Khi hết mưa mình dời qua đây mình làm ở khu vực này nó qua đây, rồi khi mà qua đầu năm sau á, tới mùa mưa đầu năm sau á, thì mình lại tiếp tục mình quay cái chén ngược vào trong cái khu vực máng này và mình lại tiếp tục mình khai thác ở trong khu vực ở trong máng. Cho nên cái máng hứng này các bạn, khi một lần các bạn bấm lên đây là mình có thể sử dụng là tối thiểu là 2 năm. Còn cái trường hợp mà mình có đi cùng cái đai dẫn ở hai bên đây dẫn vô máng á, mình có thể sử dụng được 3 năm hoặc 4 năm luôn. Mỗi năm á, thì cái cây mình nó phát triển nó lớn lên thì cái keo nó sẽ bị nứt ha, nó bị nứt keo á, thì mỗi năm mình chỉ việc đi keo lại thôi. Còn cái máng này mình có thể là mình để mình bấm vô một lần mình sử dụng được tối thiểu là 2 năm. Nên là ban đầu thì cái chi phí mình đầu tư thì nó hơi cao, nhưng mà bù lại thì cái khoảng thời gian mình có thể sử dụng cái máng này một lần mình bấm và mình sử dụng có thể được 2 năm. Tính ra thì cái chi phí này cũng không có đáng kể cho lắm. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn phương pháp che mưa hiệu quả, dùng cho phương pháp khoan lấy mũ bằng xí. Cái phương pháp che mưa này cũng có thể áp dụng cho cạo truyền thống luôn. Các bạn theo dõi nha. Đây trời đang mưa rất là lớn. Đó. Thì chén mũ thì vẫn khô, không hề có giọt nước nào. Đây. Che mưa này khá là ổn định và hiệu quả.